Phật giáo Việt Nam, nói chung là các chùa từ miền Bắc cho tới miền Nam. Tôi đi hết các tỉnh thì chùa nào cũng có thờ cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên. Nếu không có ở Lộ Thiên thì ở trong chùa cũng có. Trước mặt chúng ta là Tam Tôn, tức là Di Đà, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng có hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi nói cái cách thờ để quý Phật tử hiểu một chút. Tức là có hai cách để chúng ta tôn trí cái hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Một là Quan Âm Lộ Thiên, tức là chúng ta trước chùa chúng ta đặt cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát Lộ Thiên, tức là cái tượng không thế thôi. Thứ hai là Quan Âm Cát, tức là chúng ta làm cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có cái mái che, làm lục giác, rồi thượng lầu hạ hiên, cái tượng Quan Âm đó gọi là Quan Âm Cát. Như vậy Lộ Thiên là một, Quan Âm Cát là hai. Là hai cái này là nó đúng với cái văn hóa của Phật giáo. Còn có những chùa tức là thấy ngài đứng giữa trời tội nghiệp quá, cái rồi làm cái trụ sau lưng, làm cái lá bồ đề che, cái đó không đúng văn hóa của Phật giáo, không đúng văn hóa Phật giáo. Thì quý vị nghĩ là làm cái lá bồ đề che trên cái này thì có thấm tháp vô đâu. Ta làm cái Quan Âm Cát đó là, thì cái tượng Bồ Tát đứng ở trong cái Quan Âm Cát đó, cái lầu cát đó thì nó đúng. Cái thứ ba nữa đó là cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi cái là mai cái áo choàng, cái là mang vô, cái đó là giống như là công chúa Thủy Tề, như là linh thiên thánh mẫu rồi đó. Cái đó nó không đúng văn hóa Phật giáo. Cái này là báo giác ngộ, ta có nói cái chuyện đó rồi. Tôi lặp lại, cái đó là báo giác ngộ, ta có lên tiếng cái đó rồi. Là vì sao? Là cái tượng Quán Thế Bồ Tát khi mà nghệ nhân người ta làm, người ta mặc áo rồi, mình đưa về mình thờ, mình lễ bái, mình chiêm ngưỡng, mình không có mặc áo thêm nữa. Mà cái áo đó, cái áo choàng đó, nó không có ở trong văn hóa Phật giáo. Tôi nói cái này để là quý Phật tử đừng nên cúng cái áo đó. Và chùa mình có cái tượng Quán Thế Âm Lộ Thiên, ai cúng cái áo đó thì xếp cất ở nè, đem dẹp, chứ không nên mang cái đó. Tôi nói cái đó là để rồi quý vị lưu ý. Chứ có nhiều vị Phật tử thấy như vậy rồi đi mai cúng, rồi thầy trụ trì thấy như vậy là người ta cúng không lẽ không mang, mang vô. Như vậy cái đó nó không đúng dần quá của Phật giáo. Thì tôi giải thích cái danh từ Quán Thế Âm. Có nhiều vị là không hiểu cái danh từ Quán Thế Âm Bồ Tát như thế nào, cho nên các vị đó nói Phật Bà Quan Âm. Thưa quý vị, ở trong Phật giáo không có cái từ là Phật Bà Quan Âm, mà có Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ không có Phật Bà Quan Âm. Cho nên Phật tử chúng ta tuyệt đối không nói Phật Bà Quan Âm. Như vậy Phật Bà thì Phật Ông ở đâu? Hiểu nè, ta hỏi có Phật Bà rồi Phật Ông ở đâu? Mà trong Phật giáo chúng ta không có cái danh từ Phật Bà, cũng không có cái danh từ Phật Ông. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, đấy, nói cho rõ ràng. Nếu chúng ta nói như vậy thì cái người khác họ đánh giá rằng người Phật tử đó chưa thấm tương giao, chưa thấm, cho nên nói Phật Bà. Tôi nhắc cái chỗ đó để quý vị lưu ý. Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong Kinh Pháp Hoa là phẩm 25, 28 phẩm, mà phẩm 25 đó là phẩm Phổ Môn, nói về
là hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm mà Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát hỏi Đức Phật trả lời. Việc đó thì còn thì giờ tôi nói, hết thì giờ thôi. Người ta nói cái chuyện đó, nó cấp bách hơn cái chuyện đó. Thì bây giờ cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm là người nữ. Nếu quý vị nhìn lên trên ba cái tượng tam tôn trước mặt mình á, là người nữ. Thế thì Bồ Tát Quán Thế Âm có phải là người nữ không? Thế thì trong kinh Bi Hoa có chép vua Vô Tranh Niệm có 16 vị hoàng tử, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị hoàng tử thứ 16. Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, các vị Bồ Tát đó là trong một trong 16 vị hoàng tử con của vua Vô Tranh Niệm. Như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là người nữ. Mà theo Phẩm Phổ Môn thì Ngài hiện ra 32 thân để mà giáo hóa chúng sinh. Muốn hiện thân Bà La Môn để độ Bà La Môn thì Ngài hiện thân Bà La Môn để thuyết pháp độ Bà La Môn. Ưng dĩ Bà La Môn thân đắc độ giả, tức hiện Bà La Môn thân như vị thuyết pháp. Muốn độ hàng nữ nhân thì Ngài hiện thân của người nữ để độ nữ nhân. Muốn độ thần kim cang thì Ngài hiện thần kim cang để độ. Muốn độ đồng nam đồng nữ thì Bồ Tát hiện thân đồng nam đồng nữ để độ. 32 thân khác nhau, tam thập loại ứng tùy hình. Như vậy cái thân của người nữ mà cái tượng của Bồ Tát Quán Âm chúng ta thờ hiện nay, đó là muốn độ hàng nữ nhân, Bồ Tát hiện thân người nữ để độ. Ngài không phải là người nữ. Như vậy cái tượng Bồ Tát Quán Thế Âm mà chúng ta thờ hiện nay đó là cái tượng người nữ, thì nó có ba cái mối quan hệ. Một là tôn giáo. Như vậy về mặt tín ngưỡng tôn giáo thì Thiên Chúa có cái tượng Đức Mẹ Maria, bên cao đài thì có Diêu Trì Kim Mẫu, và tín ngưỡng nhân gian thì có Bà Liễu Hạnh. Về mặt tôn giáo, như vậy là chúng ta hòa nhập với các tôn giáo khác, vì mỗi tôn giáo đều có cái biểu tượng là người nữ, đó là người mẹ hiền của mọi tín đồ. Như vậy người đạo Thiên Chúa người ta thờ Đức Mẹ, Đức Mẹ đó cũng là người mẹ hiền của tín đồ người Thiên Chúa. Đạo Phật thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì Bồ Tát Quán Thế Âm cũng là người mẹ hiền của Phật tử. Bên Cao Đài Giáo có cái tượng Diêu Trì Kim Mẫu cũng là người mẹ hiền của tín đồ của Cao Đài. Và người đó không có đạo gì, gọi là tín ngưỡng nhân gian, thì có Bà Liễu Hạnh cũng là người mẹ hiền của dân tộc Việt Nam. Về mặt tôn giáo, về mặt xã hội thì người mẹ, người nữ được nhà nước phong tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Tại sao nhà nước không phong tặng người cha Việt Nam Anh Hùng? Chắc cái này nhà nước cân nhắc cũng kỹ lắm. Chứ còn nó đưa ra cái này thì cũng có cái sự gì là phân bua. Cha cũng có công mà mẹ cũng có công, giờ phong tặng mẹ không mà không tặng cha. Đó nè, để chúng ta thấy rằng
cái người mẹ. Một tức là hy sinh, đảm đương, nhẫn nại, khoan dung. Tức là cái người mẹ đó có mấy cái việc. Tôi chứng minh cái này để quý vị thấy. Có khi nào mà bà mẹ đánh con mà ông bố bênh không? Không bao giờ bà mẹ đánh con mà ông bố bênh. Ông bố, ông lại ông giọng thêm một giọng, ông đạp thêm một đạp nữa thì có, chứ không bao giờ. Nhưng mà ông bố đánh thì bà mẹ bênh. Không biết quý vị có không, chứ tôi hồi nhỏ ông bố tôi nóng lắm. Mỗi lần ông bố tôi đánh là đánh dữ dằn. Bà mẹ tôi mới ôm tôi vô trong lòng và đưa cái đầu ra. Ông bố tôi đánh, đánh cái đầu mẹ tôi u cục cục cục. Nhưng mà tôi hoàn toàn vô vô sự. Cho nên bây giờ đến cái mùa vu lan báo hiếu, cài lên ngực tôi cái bông hồng là tôi nhớ đến cái đầu mẹ tôi có mấy cái cục. Tôi nhớ cái hình ảnh mà mẹ tôi đưa cái đầu ra, ôm tôi trong lòng, đưa cái đầu cho bố tôi đánh, là cái bông hồng cài áo trên ngực tôi nhớ cái đó. Không bao giờ tôi quên. Thế thì bây giờ tôi nói cái thời bảo giá, mình nói xưa phải nói nay, cái thời bảo giá này. Sáng bà vợ xách cái giỏ, bỏ tiền trong túi ra ngoài chợ, đứng nhìn quanh nhìn quốc không biết mua cái gì. Ở nhà chồng con mà cái số tiền này không biết mua cái gì. Bà, cái người đàn bà đó, cái người xách cái giỏ đi chợ đó, cái là nhức đầu. Nhưng mà ông chồng ở nhà đánh cờ tướng thoải mái, đó này, coi tivi thoải mái. Nhưng mà người vợ đó nhức đầu. Cái chuyện khác nữa là ông chồng dẫn người bạn về kêu bà vợ làm đồ nhậu. Bà vợ phải gì? Phải làm gà, phải sát sanh cho ông chồng nhậu. Mà còn chê mặn chê lạt nữa chứ. Còn chê mặn chê lạt. Như vậy cả một cái cuộc đời của người vợ phải là chịu đựng về mọi mặt của gia đình, thiếu đủ, nghèo giàu, ăn uống, bên chồng bên vợ phải trái, người đàn bà đảm đang. Cho nên cái nặng nhọc, cái hy sinh, cái chịu đựng đàn về mặt xã hội, về mặt gia đình, ta đánh giá là người nữ nặng nhất. Trong Vu Lan Bồn, trong cái lễ Vu Lan Bồn cũng nói công ơn của người mẹ nặng hơn, nhiều hơn. Có lần tôi đi giảng, Phật tử họ hỏi cha mẹ thì công ơn bằng nhau, tại sao nói mẹ không? Ít có nói cha đó. Tại vì quý vị thấy rằng cái đất này mà cái gì dơ là chúng ta đổ xuống đất hết. Bụi bặm cũng dưới đất, ô uế cũng dưới đất. Cái gì dơ, cái gì đó là đất chịu hết. Cho nên tất cả những cái gì mà xấu xa tồi tệ mẹ chịu hết. Đó là cái nhìn nhận của xã hội, của gia đình và của tôn giáo. Cho nên cái biểu tượng Bồ Tát Quán Âm là người nữ là có những cái việc quan trọng như vậy. Bây giờ cái hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta thấy Ngài có hai cái hình ảnh ở trên tay của Ngài, là cái tịnh bình và cái nhành dương, dương liễu. Trong 12 câu nguyện của Quán Thế Âm có cái câu là Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu Quang Âm Như Lai Cam Lồ Sái Tâm Nguyện.
thanh tịnh bình phết thùy dương liệu. Tức là cái tay của Ngài cầm cái bình thanh tịnh bình, và cái tay thì cầm cái nhành dương liễu, thùy dương liễu, tức là cái nhành dương nó rủ xuống. Chữ thùy có nghĩa là mềm mại, thùy mị, mềm mại. Cái nhành dương liễu nó rủ xuống, cái cây dương liễu nó đặc biệt, tức là nó lên rồi cái cành của nó rủ xuống, gió đông đưa lúc lắc không bao giờ gãy. Ta gọi là thùy dương liễu. Quan Âm Như Lai cam lồ sái tâm nguyện, ở trong cái tịnh bình đó là có nước cam lồ. Như vậy là ba cái việc: thanh tịnh bình, thùy dương liễu và nước cam lồ. Sái tâm nguyện, chữ sái có nghĩa là rưới vào ở trong tâm của mình. Thì bây giờ tôi giải thích ba cái việc đó để quý vị thấy. Cái thanh tịnh bình là dụ cho cái thân của chúng ta mà giới đức trang nghiêm. Quý vị giữ năm giới trang nghiêm của người cư sĩ là quý vị được cái thanh tịnh bình. Tôi tu hành, tôi giữ giới, tôi đã thọ thanh tịnh thì tôi được cái thanh tịnh bình. Tứ chúng đồng tu, cư sĩ tu giới của cư sĩ mà thanh tịnh thì cư sĩ cũng được cái thanh tịnh bình. Tu sĩ mà giới đức trang nghiêm thanh tịnh thì tu sĩ cũng được cái thanh tịnh bình. Như vậy là cư sĩ có hai chúng, xuất gia có hai chúng, gọi là tứ chúng đồng tu. Là bốn chúng này, ai tu hành giới đức trang nghiêm thì người đó được thanh tịnh bình. Thứ hai, ở trong cái thanh tịnh bình đó có đựng cái nước cam lồ. Cam lồ nghĩa đen của nó là ngon ngọt. Cam lồ là ngon ngọt, mát dịu, nhu nhuyến. Cái nghĩa của cam lồ là như vậy. Thì như vậy cái người mà sát sanh thì có từ bi không? Người trộm cướp có từ bi không? Người giọng ngữ có từ bi không? Người tà dâm có từ bi không? Không. Như vậy cái nước cam lồ đựng ở trong cái thanh tịnh bình đó là dụ cho cái hạnh từ bi. Mà có giữ giới thì mới có từ bi, mà không giữ giới là không có từ bi. Như vậy là tất cả chúng ta trong bốn chúng, ai cũng có tịnh bình, ai cũng có từ bi. Bây giờ cái nhành dương liễu là dụ cho cái đức tánh nhẫn nhục. Nếu có từ bi, có giữ giới mà không có nhẫn nhục tu không được. Quan trọng nhất là nhẫn nhục. Tôi có giảng cái bài là nhẫn nhục đối trị phiền não, quý vị tìm cái đĩa đó nghe. Đây nói nó không có hết. Như vậy cái người A đó họ giữ giới, họ ăn chay, nhưng mà họ thấy ai không ăn chay thì họ ghét. Họ giữ giới mà thấy người ta phá giới thì họ nổi sân, họ không ưa. Như vậy là thiếu nhẫn nhục. Như vậy có nhẫn nhục thì cái đức tánh nhẫn nhục này nó hỗ trợ cho giới đức, nó hỗ trợ cho từ bi. Có từ bi, có giới đức mà không có nhẫn nhục thì sự tu hành của chúng ta thất bại. Tôi minh chứng cho quý vị thấy. Mỗi cá nhân của chúng ta, mỗi người sống riêng rẽ khác nhau, chuyện đó bình thường. Ông A, ông B, ông C, ông D, tức là nhiều ông, nhiều bà, nhưng mà sống riêng rẽ với nhau, không ai đụng chạm gì hết. Chuyện đó rất dễ.
Nhưng mà hôm nay các vị về lập cái đạo tràng này để tu học thì cái tập khí của những người này nó hiện ra, chúng ta thấy rõ ràng. Ở chung, đụng chạm, rồi cái tập khí của mọi người nó hiện lên, chúng ta thấy rõ ràng từng cá nhân của mọi người có một cái bản ngã riêng. Làm sao chúng ta tu? Ai cũng muốn ý kiến của mình là phải, ai cũng muốn lý luận của mình là đúng, và cho tất cả mọi người là sai, là quấy, thì như vậy làm sao tu? Cho nên vì vậy ở chung với nhau một tập thể, một đạo tràng, người này cái này, người kia cái khác, nhờ cái đức tánh nhẫn nhục mà ta tu mới được. Nhờ cái nhẫn nhục ta tu mới được. Tôi nói cái chỗ này quý vị thấy có cái bà bổn đạo tôi, cái đạo tràng tôi, chùa tôi đó, bà có một cái nhà mà bà chia cho con trai bà với dâu bà, nó ở cái khúc sau, bà ở khúc trước, bởi vì đằng trước có bàn Phật, có bàn thờ ông bà ở khúc trước để bà tụng kinh niệm Phật, bà lau chùi, quét dọn bàn thờ. Nhưng nó hợp cũng hợp pháp thôi, cái nhà chia làm hai. Thế thì con dâu của bà nó quét cái nhà mà tới cái mí mà bà chia đó, thì cái rác nó tấp lên cho bà, chứ không bao giờ nó quét. Nếu quý vị làm bà mẹ chồng thì sao? Xét chỗ già rượt con dâu được chưa? Bà ứa gan. Nhưng mà nhịn cái đã, nhịn. Chứ bây giờ chẳng lẽ mình đi chùa mà mình cãi lộn với nó, thì nó nói mình bà thanh đề thì sao? Cho nên ráng nhịn mà khó chịu lắm. Bà nói thầy ơi, nó ứa gan, nó bầm mặt, nó không vừa luôn. Tôi nói quý vị thấy không? Bây giờ tu sao? Mà bà giới đức trang nghiêm đó, tụng kinh là dữ dằn lắm á, khuya dậy tụng lăng nghiêm, mà tối thì tụng Di Đà làm lào lào hết, thuộc lòng hết. Vậy mà có cái chuyện nó tấp cái rác lên không chịu, không nổi rồi. Bây giờ phải nhẫn nhục. Bà mới tập luyện, bà nhẫn, nay nhẫn chút, mai nhẫn chút, nhưng mà không chửi là nhẫn được cái miệng. Không xách chỗ trà đập nó là nhẫn được cái thân, nhưng mà cái tâm nhẫn chưa. Nó sùng trong này chứ nhẫn chưa được. Rồi đến một lúc nào đó, bà mới quét luôn cho nó luôn. Sáng bà quét sớm, nó chưa dậy bà quét rồi, thấy không nè? Để chi? Để bà khỏi thấy cái cảnh mà nó quét tới cái mí, bà chia cho nó tắt rác lên bà nữa. À, con dâu bà nó bắt được là má nó quét nhà luôn cho nó. Vậy thì má hai mẹ con vui vẻ, an lạc, không có chuyện gì. Như vậy tôi minh họa cái đó để về quý vị tu, chứ không phải về chùa tu đâu. Cái đó là tu đó. Mà tu được cái đó đó là thành đạo. Bởi vì khó tu lắm. Mình tu với Phật là sao? Mình mặc áo tràng lên, mình đốt nhang, mình quỳ xuống ấy, lại cái gõ mở tụng kinh, làm hơi đứng dậy đi cái khỏe re. Đâu có cái gì đâu. Không ai chọc ghẹo gì mình, không ai làm cái gì mình bực mình hết. Còn đằng này chỉ quét cái nhà, cầm cái chổi lên mà thấy tới cái mí đó là nó tắt lên, là bả nổi điên lên rồi đó. Nổi điên lên rồi đó. Như vậy là tu làm sao? Như vậy tôi giải thích là thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như Lai cam lồ soái tâm. Để quý vị hiểu rồi. Tôi nói lại, cam lồ thủy là dụ cho cái đức từ bi, cái hạnh từ bi. Cái thanh tịnh bình là dụ cho cái thân của người đó là giới đức trang nghiêm. Có giữ giới mới có từ bi, không giữ giới là không có từ bi. Cho nên hai cái này là nó hỗ trợ cho nhau, không thể thiếu cái này, không thể có cái kia, không thể vắng cái nào. Đó. Thế thì cái người đó sát sanh thì không thể có từ bi được. Người đó trộm cắp thì không thể có từ bi được. Người đó rượu chè cờ bạc thì không thể có từ bi được. Mà giữ giới
thanh tịnh trang nghiêm, cái giới đức trang nghiêm thì có từ bi. Cái này tự nó có thôi, chứ mình không có thể nào tạo dựng được, dạng ép được, mà tự nó có. Và cái nhành dương liễu là dụ cho cái hạnh nhẫn nhục. Người tu hành của chúng ta mặc áo nhẫn nhục, mặc áo nhẫn nhục thì mới đánh dẹp được tất cả những cái khác. Mà không có nhẫn nhục, không có đức tánh nhẫn nhục thì dù có giữ giới, dù có từ bi đi nữa cũng khó mà tu. Tôi minh họa cái đó rồi, quý vị thấy rồi, quý vị hiểu rồi. Bây giờ qua cái câu chuyện Quan Âm Thị Kính, để chúng ta thấy cái thanh tịnh bình và đức từ bi và hạnh nhẫn nhục qua cái câu chuyện Quan Âm Thị Kính. Tôi minh họa cái đó để quý vị thấy. Thị Kính là một người con gái nhà Trâm Anh, gả lấy chồng, chồng là thiện sĩ, môn đăng hộ đối, bên nào cũng giàu có, bên nào cũng sang trọng cả. Một hôm thiện sĩ đọc sách rồi ngủ quên, là Thị Kính mới thấy có cây sợi râu nó mọc ngược, thấy khó coi. Thị Kính mới cầm cái kéo cắt cái cọng râu. Thế thì thiện sĩ giật mình thức dậy, thấy người vợ cầm cái kéo đưa vô cái cổ mình và nắm cái tay của người vợ tri hô lên: vợ tôi ám sát tôi. Nhưng mà thật sự không phải là ám sát, chỉ cắt cái cọng râu một ngược đó thế thôi. Ê, như vậy là cả nhà họ đến, họ bắt gặp là cây kéo trên tay của người vợ thì họ kết tội là vợ ám sát chồng. Họ mới mời gia đình bên gái họ trả. Mà hồi xưa đó quý vị biết là xấu hổ lắm. Nếu mà có chồng mà bên nhà trai họ mời tới họ trả của, họ trả con về, đó là nhục nhã cả cái làng rồi. Không phải như bây giờ đâu, bây giờ họ coi cái chuyện đó tầm thường. Là vì cái luật thời xưa đó, con gái không chồng mà có chữa quan, đóng bè chuối thả trôi mặt nước. Đóng bè chuối thả trôi mặt nước. Miền Bắc mình chứ không đâu ao xa hết. Là cái người con gái đó có chữa quan là làng xã người ta lấy chuối, người ta kết cái bè, ta làm để một mâm cơm, rồi họ xiềng cái người con gái có chữa quan đó, rồi họ đưa ra ngoài sông, chảy ra biển. Mà cái bè đó tấp vô cái làng nào đó là cái làng đó phải xô ra, xui lắm, rồi ăn hết cái mâm cơm đó, rồi nắng rồi mưa rồi đói rồi khát rồi chết ruột chết xương gì đó, đóng bè chuối thả trôi mặt nước. Còn hễ có chồng mà đàn trai họ mời đàn gái họ trả của, họ trả con lại thì nhục nhã. Cho nên Thị Kính bị hàm oan, không phải giết chồng mà chỉ hớt cái sợi râu mọc ngược đó thôi. Và thấy bây giờ bên nhà chồng họ trả đó. Đúng ra những người con gái khác thì người ta tự tử chết, nhục nhã quá tự tử chết. Ở đây Thị Kính không chết mà giả trai đi tu. Bởi vì ngày xưa là không có chùa ni, mà nữ thì vô chùa nam ta không chấp nhận. Cho nên Thị Kính phải giả trai vô chùa tu. À thì gái giả trai thì đẹp lắm. Bây giờ Thị Mầu thì thường đi chùa, thấy Kỉnh Tâm mới đem cái lòng tà tâm, thương thầm nhớ trộm. Thế mà Thị Kính vẫn một mực tu hành, không có tình tứ gì cả, một mực tu hành. Rồi thì Thị Mầu về mới lấy cái người gia bọc, tức là người ở trong gia đình đó, có thai xong rồi mới khai cho
tiểu tĩnh tâm ở trên chùa, làng xã mới mời trụ trì ra bắt tĩnh tâm căng nọc ở sân đình đánh cái cổ máu mà tĩnh tâm không khai. Nếu như những người con gái khác thì chỉ cần nói là tôi là gái mà thì sống ngay. Ai dạ thì phải chịu đòn đau đớn như vậy. Tức là thế này, kính tâm làm thinh chịu đựng để cho làng họ đánh. Rồi thì hòa thượng trụ trì phải nộp tiền phạt, đánh kính tâm về, nhưng đâu dám để chùa, nó hư đốn quá. Lấy con gái người ta mà sao giờ cho ở chùa, đuổi ra ngoài cổng tam quan à? Cũng tu, ra ngoài đó cũng tu. Nghĩa là cái chí nguyện tu hành thì không bao giờ phai mờ, không bao giờ lãng quên, nhưng mà cái hàm quan thì vẫn chịu hàm quan. Thế thì đang tụng kinh khuya thì thị màu xanh rồi mới cho người mang cái hài nhi đó đến chùa giao cho kính tâm. Thì bây giờ kính tâm mới nghĩ, dù xây chính bực phù đồ không bằng cứu một người toàn mạng. Nghĩa là cái người tu hành mà xây cái tháp cho chính tầng mà bỏ đi cái mạng người này không cứu, thì cái công đức mà xây cái tháp chính tầng nó cũng vô nghĩa. Cho nên kính tâm nhận cái hài nhi này có ba vấn đề đặt ra. Khi mà kính tâm nhận cái hài nhi này, cái ba vấn đề. Một, tác giả của mình, cho nên họ mới trả mình, đúng không? Tức là bị đánh bị đòn ở dưới làng xã không khai mà, thì như vậy cái tác giả này của mình, cho nên bây giờ thị mầu nó sanh con, nó đem nó giao cho mình là đúng rồi. Thứ hai, làm sao nuôi? Tu hành mình là giờ làm sao nuôi cái hài nhi này? Tiền ở đâu nuôi, sữa sùng ở đâu nuôi? Quý vị thấy khó không? Và mang cái đứa, cái hài nhi này xuống với làng xã xin sữa, họ chửi không còn cái gì hết. Mặc dù họ thương cái đứa bé đó, họ cho sữa, nhưng mà họ chửi cái người tu này phá đạo, đúng không? Như vậy là kính tâm nhận cái hài nhi này, nó xảy ra ba cái vấn đề rất là lớn, thế mà kính tâm chấp nhận vì lòng từ bi. Nếu mình không nhận cái hài nhi này, con thị mầu nó giết cái đứa bé này, không bao giờ nó để hết. Vì nó là nhà danh giá, mà nó đã khai là nó lấy kính tâm, thì bây giờ nó trả kính tâm, kính tâm không nhận thì nó giết đứa bé này, thì cái lòng từ bi của người tu ở đâu? Quý vị thấy cái điều đó rất là quan trọng. Rồi thì kính tâm chấp nhận nuôi cái đứa, cái hài nhi này thật là vất vả, hết sức là gian nan, hết sức là gian nan. Bây giờ quý vị thấy là họ đem con, họ bỏ cổng chùa, mấy sư cô mang về nuôi rất là đơn giản, người ta hoan hô đúng, hoan hô đúng, đúng không? Ở Cần Thơ đó, thế thì ba đêm mà ba đứa nhỏ, bữa nay đêm mà thấy vậy cái bỏ nữa, mang đứa nữa, mốt đứa nữa, mấy sư cô đem về vậy mà xã phường người ta tuyên dương. Còn kính tâm nó nhận cái hài nhi này, họ chửi không còn gì hết, tan nát hết trơn. Nó khác nhau đó chứ, thấy không nè? Chùa nhận ba đêm ba đứa nhỏ bỏ ở cổng chùa nuôi bình thường mà người ta cho tiền rất nhiều. Quý vị biết sữa mà sữa em bé đó, sữa Hà Lan đó mà chất trong chùa đó chất hàng cả trăm lon. Những người khá giả, những người ta có tiền, ta thấy cái hoàn cảnh rồi thấy mấy sư cô tội nghiệp về chùa làm sao nuôi được, là họ áp nhờ họ cho, họ áp nhờ họ giúp đỡ dư sức nuôi. Nhưng mà đối với kính tâm mà nuôi cái hài nhi này vất vả vô cùng, cái hoàn cảnh nó khác nhau. Rồi khi hài đồng, tiểu đồng này lớn lên, biết ăn, biết nói, có cái suy nghĩ, mặc dù chưa thành người, nhưng mà cũng tương đối biết.
nhưng vẫn chưa biết cái người nuôi mình, cha hay mẹ, chưa biết. Suốt mười mấy năm trường như vậy mà chú tiểu này không biết cái người nuôi mình là cha hay mẹ. Cho đến khi mà kỉnh tâm viên tịch, chút hơi thở cuối cùng, là điều vào trong chùa báo cho quý thầy hay, để ra chuẩn bị làm lễ tẩn liệm. Khi mà tắm rửa mới biết là gái giả trai, thì kỉnh tâm đã thành Phật Bà Quan Âm rồi. Bây giờ ai có chịu đựng nổi mấy cái việc đó không nào? Giơ tay lên coi. Cho nên không ai thành Phật Bà Quan Âm hết rồi, đúng không? Không ai thành Phật được hết. Rồi bây giờ tôi mới minh họa cái thanh tịnh bình với cái câu chuyện Quan Âm thị thị kinh. Tôi dẫn quý vị thấy là Cam Lồ Thủy trong câu chuyện Quan Âm thị kinh và Thùy Dương Liễu Nhành Dương trong câu chuyện Quan Âm thị kinh, bản thân của thị kính là rốt ráo tu hành từ lúc ban đầu giả trai đi tu, không bao giờ thối chuyển và không bao giờ phạm giới. Không phạm giới, giới đức thanh tịnh trang nghiêm. Từ lúc vào chùa, giả trai vào chùa cho đến thành Phật Quan Âm, đúng nè, là tu hành tinh tấn. Đó là thanh tịnh bình. Không có nản lòng, không thối chí, không phạm giới. Còn cái chuyện là lấy thị màu là do thị màu du quan, chứ chuyện đó không có thật, đúng không nè. Như vậy đó là thanh tịnh bình. Thứ hai là dám nhận cái hài nhi để nuôi, chấp nhận mọi cái sự oan trái, mọi cái sự quỷ nhục, mà nếu không có từ bi thì không làm được việc đó. Không có từ bi không dám làm việc đó. Và cái thứ ba đó là nhẫn nhục. Qua mọi cái biến cố cuộc đời của thị kính, biết bao nhiêu gian truân và biết bao nhiêu nhục nhã, thế mà thị kính nhẫn nhục cho đến khi thành đạo. Như vậy cái biểu tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm trên tay của Ngài là cầm cái tịnh bình Nhành Dương Liễu, và trong cái tịnh bình có nước cam lồ, qua câu chuyện Quan Âm thị kính để minh họa cái chuyện đó. Không có cái gì khác hết. Câu chuyện có hay không có không cần biết. Cái mẫu chuyện đó có thiệt không có thì không cần biết. Nhưng mà người ta minh họa được ba cái việc đó, cái hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bây giờ qua cái câu chuyện thứ hai là thêm một việc nữa, đó là công chúa Thoại Ba. Như vậy vua Diệu Trang Vương có ba người con gái, mà hai người con gái trước đó thì nhà vua gả lấy chồng môn đăng hộ đối, giàu có sang trọng, riêng công chúa cuối cùng hết, không chịu lấy chồng mà đòi đi tu, thì làm cho vua Diệu Trang Vương khó xử, rất là khó xử. Nhưng mà cuối cùng thì vua mới đem công chúa gửi vào trong chùa và dặn vị trụ trì phải hành hạ công chúa cho bỏ ghét, nghĩa là bữa củi, gánh nước, đội đá, làm tất cả mọi việc nặng giao cho công chúa làm. Mục đích của vua là gì? Để cho công chúa chịu không nổi cái cực nhọc của nhà chùa, công chúa hoàn tục. Có vậy thôi, chứ con mình mà hành hạ nó chi. Nhưng mà vua tức mình, không cho đi tu. Thế là cuối cùng hình việc làm nào của nhà chùa giao cho công chúa cũng hoàn tất hết. Nhà vua cho người theo dõi, thì nhà vua mới nghĩ ghi là hòa thượng trụ trì đó không làm đúng lời của trẫm, không làm đúng lời của vua, mà
thương công chúa này giấu bớt. Cho nên nhà vua bất minh là tất cả tăng chúng ở trong chùa, kể cả vị trụ trì, đóng cửa chùa lại, phóng hỏa đốt, chết hết. Bởi vì nhà chùa không có tuân lệnh của nhà vua, để cho công chúa cũng chết luôn. Thế thì bây giờ có một cái việc là một vị thiên thần họ quá làm con cọp, chạy vô cái đống lửa đó, cổng công chúa Thoại Ba, chạy về động Hương Tích ở Hà Nội tu. Ngộ vậy đó. Ai có đi Hà Nội ghé động Hương Tích chùa Hương chưa? À, chỗ đó là công chúa Thoại Ba, cọp nó cổng về đó tu. Mà ở bên Tàu á, chứ không phải ở của Việt Nam. Đó nè, như vậy là trong lúc phóng hỏa đốt chùa thì chư thiên họ quá làm con cọp, họ chung vô cái đám lửa đó, họ cổng công chúa Thoại Ba chạy về động Hương Tích, ở đó tu hành, còn bao nhiêu trong chùa đã chết hết. Cho đến khi mà vua Diệu Trang Vương bị phong đơn, đau nhức rên la suốt ngày. Thế thì công chúa nghe được cái bệnh tình của phụ vương, công chúa về lập đàn sám hối và khuyên bảo tất cả những người trong hoàng tộc hướng về Phật pháp, hướng về Phật pháp. Từ đó mà dân Việt Nam chúng ta có một cái lời đồn đãi là cái chỗ đó là Phật Bà Quan Âm xuất hiện. Thì bây giờ cái động Hương Tích còn đó. Qua cái câu chuyện thứ hai là để chúng ta thấy thêm một điều quan trọng, đó là sự hiếu thảo của công chúa Thoại Ba đối với vua và hoàng tộc của công chúa hướng về Phật pháp. Như vậy quý vị thấy cái ảnh hưởng của Phật giáo Việt Nam, đó là hiếu kính với ông bà cha mẹ. Cái đạo thờ cúng ông bà cha mẹ là cái đạo của dân tộc Việt Nam, mà đạo Phật truyền đến Việt Nam thì đạo Phật không bài xích, đạo Phật không chống đối, mà đạo Phật hòa nhập với cái truyền thống của người Việt Nam là hiếu kính ông bà cha mẹ, thờ cúng ông bà cha mẹ. Cái đạo đó dân tộc Việt Nam có mấy ngàn năm, mấy ngàn năm. Thế mà đạo Phật không có chống đối cái gì mà lại hòa nhập. Cho nên đưa cái tinh thần hiếu thảo lên hàng đầu của Phật giáo Việt Nam. Mà câu chuyện động Hương Tích công chúa Thoại Ba còn truyền tụng cho đến ngày hôm nay là nói tinh thần hiếu thảo của người con đối với cha mẹ.